Hello và xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình chính là Nguyễn Nghĩa đây. Và ngày hôm nay mình sẽ tục tặng cho anh em một cái vlog food rất là VIP nữa nha. Đây là kênh của mình và mình hy vọng là các bạn xem video của mình thì like và share và subscribe video của mình để mình có thêm động lực làm thêm video nha. Bây giờ thì bắt đầu nào, let's go. Trước tiên thì con hạc hôm nay có cái gì? Nhất là có thể đây là con hạc này có Haki V1, có thể nói như thế này. Sở hữu trái gì đây? Trái gì? Một trái trọng lực và một trái shadow. Nó khá là ngon nha. Tiếp theo là này có 1604F. Cấp level là level 2150 level max nha. Đó cũng là sở hữu gần 4 triệu belly. Ngoài ra, ạc này còn có thêm một cái đinh ba gai, kiếm Rengoku, kiếm Saber, đôi gậy thế bán dạ kiếm, kiếm Goku, đại đa Miseto và rất nhiều vật phẩm khá ngon như là khăn cổ nhạt màu vũ Valkyria và một số trái ác quỷ ngon nha. Ngoài ra này còn có thêm là 14 cái nguyên trịch bóng tối luôn nha, đánh rất là nhiều dô đen rồi đấy. Ác này còn có cái gì nữa, chính là Mochi V2 đấy. Mochi V2 của khác trai thật này, bạn cùng kiện Mochi V2 luôn nha, không thể chê được luôn nha. Súng độc có này, lốc 1, electric claw này. Đấy, rất là ngon. Và tộc human V3. Ờ, để gọi là xem là khi mà quay vip có thể run đun ra trái gì. Mấy may tôi sẽ tặng luôn anh như thế đấy nhá. Thử bây giờ thử run đun là xem là ra trái gì. Ờ, tôi cũng không biết là ra chi gì có ngon không nữa. Ờ, đúng là trái đại vàng. Khá ngon này, tôi sẽ cất vô. Đây là căn phòng bí mật, sẽ ném trái quỷ. Ba con này đây và ông nào muốn mà nhận được thì xin chào.